Xin chào các bác nhá. Đây là một chiếc loa siêu trầm điện Bass 30 phiên bản Wewood Monster Subwoofer. Và hiện tại thì em đang trưng bày ở đây để hướng dẫn cho chúng ta cách kết nối một chiếc loa siêu trầm điện với một thiết bị. Đấy chính là một chiếc loa kéo, vô cùng đơn giản và gọn nhẹ. Đối với cách kết nối này thì chúng ta sẽ khai thác được tất cả những cái giải tần số ở cái ngưỡng thấp, những cái ngưỡng siêu trầm, để chúng ta sẽ có được những cái bản nhạc hay hơn khi chúng ta sử dụng loa kéo. Bởi loa kéo thì nó là một trong những cái dòng loa mà sẽ cho chúng ta những cái âm thanh nó có một cái độ khuếch tán lớn, nhưng bù lại thì nó sẽ không sâu như những cái thiết bị loa thông thường mà chúng ta sử dụng trong gia đình. Và chúng ta muốn sử dụng tận dụng một chiếc loa kéo để chúng ta nghe nhạc hay là hát karaoke, sẽ có những cái nền nhạc nó sâu hơn, mạnh mẽ hơn, thì chúng ta mua thêm những chiếc loa siêu trầm. Và đối với cách kết nối này thì nó sẽ có một cách kết nối vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ việc sử dụng một chiếc dây dẫn, dây kết nối hai đầu AV như thế này, và chúng ta cấp nguồn điện cho chiếc loa siêu trầm, và ngay lập tức thì chúng ta sẽ có được một cái phần thể hiện âm nhạc giữa hai thiết bị là loa trầm và loa kéo. Nền nhạc của chúng ta nó sẽ vô cùng sống động. Vâng, và đây là cái phần bảng mạch của chiếc loa siêu trầm, và chúng ta sẽ kết nối vào đường audio out. Chúng ta sẽ nhìn trên tất cả những cái thiết bị loa kéo, nó sẽ có một đường out và một đường in. Đường in thì chúng ta sẽ cắm nguồn nhạc, dành để cắm nguồn nhạc. Ví dụ như chúng ta sử dụng sợi dây này, chúng ta cắm vào và chúng ta kết nối từ con vang xuống, hoặc là đây là một đầu dây 3.5 thì chúng ta có thể kết nối là một chiếc điện thoại, chúng ta cắm vào đầu 3.5 cắm vào đây, thì chúng ta sẽ không dùng Bluetooth nữa mà chúng ta nghe trực tiếp từ điện thoại sang. Còn với đường out này thì chúng ta cũng có thể link sang một thiết bị khác, ví dụ link sang một chiếc âm ly hoặc là link sang một cái thiết bị thu âm. Còn đối với kết nối loa trầm thì chúng ta cũng cắm vào đây đường audio out nhé, hoặc là đường output, chúng ta đều kết nối được. Đây, chúng ta cắm vào rất là nhẹ, đơn giản. Và sang mặt sau của chiếc loa trầm thì chúng ta sẽ tìm cái đường sub in, chúng ta cắm vào. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ cắm dây nguồn của con loa trầm này vào. Đương nhiên nó là trầm điện thì lúc nào chúng ta cũng phải cấp nguồn cho nó. Và chúng ta bật lên, bật công tắc lên, và chiếc loa trầm này nó sẽ sáng đèn, và đương nhiên là bảng mạch nó sẽ hoạt động. Loa trầm điện nó sẽ sử dụng chính cái công suất có ở trong bản mạch này, nó không liên quan đến bất cứ một chút nào công suất của loa kéo cả. Chính vì vậy chúng ta chơi yên tâm mà không bao giờ lo nghĩ về vấn đề là hao hụt công suất của loa kéo. Vâng, và sau khi chúng ta kết nối hai thiết bị lại với nhau, và chúng ta vẫn là những cái thao tác, đây là em đang sử dụng Bluetooth, em sẽ sử dụng một chiếc điện thoại và em sẽ bật nhạc, một bản nhạc DJ lên, và chúng ta sẽ thấy được hai thiết bị nó sẽ thông nhau. Ok, và bây giờ là hai thiết bị đang đồng thời hoạt động. Đương nhiên là chiếc loa siêu trầm này sẽ đem lại cho chúng ta được một cái cảm giác âm nhạc nó mạnh mẽ và sâu hơn rất là nhiều. Các bác có thể nhìn thấy cái gân loa và màng loa nó sẽ rung động chuyển động theo nhịp của bản nhạc, và hai thiết bị này sẽ ra cùng lúc. Chính vì vậy chúng ta sẽ nghe được âm thanh nó mạnh mẽ, và nó sẽ không có bất cứ một sự sai lệch nào cả đối với bản nhạc gốc. Chúng ta có thể thấy rất là hay, và đối với cái cách kết hợp như thế này thì chắc chắn là những cái bản nhạc, những phần thể hiện âm nhạc của chúng ta nó sẽ sôi động, sinh động hơn rất là nhiều. Kết nối đơn giản với một chiếc loa với một sợi dây AV. Các bác mua loa siêu trầm, các bác chỉ cần nói với bên em rằng là các bác kết nối với thiết bị gì, thì bên em sẽ tìm cũng như là sẽ tặng các bác đầy đủ tất cả các dây jack để chúng ta sẽ mang về, và chúng ta sẽ chỉ việc kết nối và chúng ta sử dụng, không cần phải mất thêm bất cứ một khoản chi phí nào để chúng ta mua những cái dây kết nối nữa. Ok, rất là hay. Và đối với mẫu loa siêu trầm ngày hôm nay em trưng bày ở đây, đấy chính là phiên bản Wewood Monster Woofer. Đây là dòng loa trầm điện Bass 30 có một cách thiết kế rất là đẹp, vô cùng sang trọng, sẽ phù hợp với những đôi loa có màu đỏ vân gỗ, hoặc là những cái không gian khán phòng mà chúng ta sử dụng những bộ nội thất bằng gỗ. Còn đối với kết nối một chiếc loa siêu trầm với một chiếc loa kéo thì đương nhiên là chúng ta đang sử dụng loa kéo, chúng ta cũng có được một cái nền nhạc, một
một tiếng bass nó sâu hơn rất là nhiều. Đây chính là những cái khả năng mà chiếc loa siêu trầm này nó có thể mang lại. Các bác có nhiều nhu cầu mua sắm thì xin mời ghé qua 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Địa chỉ của bên em luôn luôn chào đón cũng như là tiếp đón tất cả các bác khi các bác qua, và chúng ta sẽ được test tại cửa hàng, test thực tế, trải nghiệm thực tế. Còn nếu như các bác ở xa thì hãy trao chọn niềm tin cho Thế Giới Mây Số và chúng ta sẽ nhận được hàng ở tại nhà, và nhân viên bưu điện sẽ hỗ trợ cho chúng ta test hàng tại nhà. Đấy là những cái vấn đề tri ân hậu mãi cũng như là cái cung cách phục vụ của bên em dành cho tất cả chúng ta. Và sau đây thì em sẽ hát một bản karaoke. Tiết có cái loa kéo ở đây thì sẽ tặng các bác một bản karaoke nhạc mạnh nhé, để chúng ta sẽ thấy được hát qua loa kéo và loa siêu trầm nó sẽ đạt được một cái chất âm nó hay như thế nào, để chúng ta sẽ lấy đấy là những cái cơ sở để chúng ta mua sắm. Xin mời tất cả các bác sẽ cùng đeo tai phone vào và cùng lắng nghe nhé. Lắng nghe ca khúc Mưa Trên Cổ Tình. Từ hà sương khi tách bên hiên nhà nàng, lòng hờn mong một tay mất thấp thoáng mong chờ. Người yêu ơi mới mới yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đêm nay vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt mưa rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình anh lòng xe sắt với gió đông về. Giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầu. Đành đôi vai em ơi bên trong tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa nhớ trong bao lời yêu đã nói hôm nào. Buồn cười mưa đông ta có nhau phút giây thầm tiếng. Giờ mình anh trên con phố xưa, người lặng lẽ ngóng bay dần. Cuộc tình đã tan theo giấc mơ, hành động cũng mãi trôi về đâu. Giờ đã hết.